Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài hát để mình sinh hoạt vòng tròn ha. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ đều tay. Yêu thương cùng nối kết. Bước chân, bước thật nhanh. Kết thân, kết ba người. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ đều tay. Yêu thương cùng nối kết. Bước chân, bước thật nhanh. Kết thân với Jesus. Ok, cái bài này sẽ chơi như thế này. Đầu tiên là vỗ tay, vỗ đều tay. Thì anh em mình cứ vỗ tay ha. Xong rồi, yêu thương cùng nối kết. Thì mình sẽ nắm tay nhau. Được không ạ? Hai người sẽ nắm tay nhau. Rồi, bước chân, bước thật nhanh. Thì anh em mình, hai người nắm tay nhau. Mình sẽ xoay một vòng tròn ha. Bước chân, xoay một vòng tròn. Đi, đi, đi một vòng tròn xoay ạ. Rồi, kết thân kết ba người, cái khúc này á, kết ba hoặc là kết năm hoặc là kết 10 gì đó, tùy anh em ha. Anh em mình kêu kết thân kết năm người, thì năm người anh em mình sẽ kết lại với nhau. Chúng ta tiếp tục là vũ bài này, được chưa? Và để kết thúc bài này á, thì chúng ta sẽ hát cái đoạn thứ hai là kết thân với Giêsu. Chúng ta sẽ kết thúc cái bài này, kết thúc sinh hoạt vòng tròn. Ok ha.